Không biết anh em thích chế cháo thường hay lấy MOSFET ở đâu, còn mình thì hay lấy ở thiết bị này. Đây là cái IC xe điện. Thực ra nó khá là dễ kiếm, mình sửa xe điện thì thay ra nhiều thì không nói. Còn anh em bình thường có thể ra sắt vụn, anh em kiếm mua cũng khá là rẻ thôi. Mà MOSFET nó chất lượng thì khá là tốt luôn anh em ạ. Những cái IC này thông thường nó mà bị chết công suất thì nó không chết hết đâu anh ạ, chết vài con thôi. Nên là anh em mình mua về có thể lấy được vài con MOSFET còn tốt và một số linh kiện khác nhé. Đây là cái bo của nó anh em nhé, anh em có thể thấy dàn MOSFET công suất đây. Ở đây thì có tổng cộng là 9 con MOSFET anh em ạ. Bây giờ mình sẽ hút ra và mình đo kiểm xem là nó chết bao nhiêu con và mình có thể tận dụng được bao nhiêu con nhá. Cái này anh em lười hút ra có thể bẻ chân được đấy, do đó mình chế cháo thì mình nối ra. Còn đây thì mình hút ra cho nó đẹp thôi anh em ạ. Ok, như vậy là mình đã hút được cái dàn MOSFET công suất này ra rồi anh em ạ. Nó sử dụng 3 con HI3008 và 6 con 80N70 anh em nhé. Ok, một em đầu tiên chập DS rồi anh em ạ. Mình sẽ kiểm tra một lượt xem là những con nào mà nó chập DS thì mình sẽ loại luôn. Có vẻ là cả dàn MOSFET này thì chỉ bị chập mỗi con đầu tiên này thôi anh em ạ. Mình sẽ tháo bỏ nha. Tiếp theo mình sẽ kích thử điện áp dương và điện áp âm vào chân G của nó để xem nó mở và nó khóa còn ok không. Nếu ok thì là MOSFET còn tốt, mình có thể dùng để chế cháo. MOSFET trong IC xe điện này khá là khỏe nhá. Con 80N70 nó chịu được 80A và 700V cơ. Còn con HI3008 thì là 80A, 100V. Nói chung MOSFET này mình có thể dùng để chế kích điện này, mạch cao tần hay là mạch máy hàn xeo pin vân vân và mây mây, rất là nhiều ứng dụng nhá. Điều tốc, điều tiếc nữa. Mình cứ lọc ra để đấy thôi, lúc nào cần thì lôi ra chế cháo. Chứ bây giờ nếu mà đi mua MOSFET tháo máy hay là MOSFET mới thì nó cũng khá là đắt. Mà những cái con MOSFET mới nhiều khi mua phải hàng để hồi còn không dùng được cơ.